ở cái video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái mạch chuyển đổi từ nguồn, tức là mình lấy nguồn từ ACQUI 12V hoặc là 24V để chuyển xuống 9V và dùng nuôi cho cái cục phát Wi-Fi ở đây. Đấy. Rồi, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch chuyển đổi từ 5V lên 9V, tức là 5V mình có thể lấy từ cái cục sạc dự phòng ở đây để chuyển lên 9V và nuôi cho cái cục phát Wi-Fi này trong cái trường hợp mình mất điện. Ok, thì ở đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái mạch board. Đây, mạch board DC-DC mini. Thì ở đầu vào các bạn có thể cho là đây, chân V in, chân V in cộng với in trừ này, có thể đưa vào là từ 5 đến 28V. Và đầu ra các bạn có thể chỉnh được bằng cái vi trở ở đây là cũng là từ 5 đến tầm 25-28 vậy. 25 là ok nhất. Đó, thì ở đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chuyển từ 5V. Thì ở cái module này nó có một cái đầu mà một cái đầu jack tích hợp để cắm cái sạc, cái dây sạc mà các bạn hay sử dụng cho điện thoại đấy. Đây, cắm ở đây thì là mình sẽ cấp 5V vào và chỉnh cái viên này, chỉnh cái áp này, cái chia áp ở đây để đầu ra được 9V. Thì mình đã sử dụng đồng hồ này. Ok, mình đo đầu ra để chỉnh cái đầu ra nó đúng 9V. Đó. Các bạn thấy này, hiện tại là 12V. Các bạn có thể tăng lên bằng cách là bạn theo chiều kim đồng hồ này. Đấy. Có thể lên được nhá. Thì ở cái ứng dụng này mình chỉ cần 9V thôi, thì mình sẽ vặn nó thấp xuống. Ok. Rồi, thì bây giờ mình đã có một cái mạch chuyển từ 5V xuống chuyển từ 5V lên 9V. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái jack đầu ra. Jack DC để cắm vào cái cục phát Wi-Fi đây. Ok, các bạn chờ mình lát nhá. Các bạn nhớ hàn đúng chiều nhá. Thì lúc mình cắm vào mạch nó sẽ chạy. Ok, hàn ngược là cũng bị tèo luôn đấy. Mất 25k. Rồi. Thì ở đây mình cũng sử dụng cái gen con nhiệt đây. Các bạn có thể cho vào hộp cho đẹp. Đây mình dùng gen con nhiệt cho tiện. À, gen con nhiệt chứ, mình phải up sai. Đó. Cũng dùng bật lửa. Khá là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ lấy nguồn 5V. Thì ở đây mình có cái cục sạc dự phòng này. Đó, nhưng mà gần hết pin rồi. Lấy nguồn 5V vào này. Cấp vào cái mạch mà mình vừa làm. Đây. Và cắm vào tiền đà. Đó, các bạn thấy cái cục phát Wi-Fi đã hoạt động. Ồ, rất là hay. Rồi. Ok, thì cái video hướng dẫn mà làm cái mạch từ 5V lên 9V để nuôi cho cái cục phát Wi-Fi ở đây thì đã kết thúc. Thì đó, với hai cái mạch này các bạn sẽ không phải lo là không có mạng để dùng nữa, mặc dù khá là nhỏ gọn. Ok.
Rồi thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Mình hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.